Theo thông tin được công bố trong cuộc họp báo sáng 30 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, thành phố sẽ gỡ bỏ toàn bộ các chốt kiểm soát COVID-19 nội thành trước ngày 1 tháng 10, kể cả những chốt ở các tuyến đường lớn nối giữa các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Sáng 30 tháng 9, trao đổi với báo Thanh Niên, lãnh đạo các đội cảnh sát giao thông, trật tự, công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ 18 giờ ngày 30 tháng 9, các quận huyện sẽ tiến hành gỡ bỏ toàn bộ các chốt kiểm soát nội thành. Trước đó, từ ngày 27 tháng 9, nhiều quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã tháo dỡ nhiều chốt chặn, rào chắn ở khu vực ngõ hẻm và các tuyến đường nhỏ. Sau khi tháo dỡ các chốt kiểm soát nội thành, người dân thành phố Hồ Chí Minh được di chuyển bằng phương tiện cá nhân liên quận mà không cần khai báo y tế và kiểm tra giấy đi đường. Tuy nhiên, thành phố sẽ lập các tổ công tác lưu động kiểm tra ngẫu nhiên việc lưu thông của người dân. Khi được tổ công tác yêu cầu, người dân phải xuất trình được mã QR của ứng dụng VNEID và ứng dụng y tế thành phố Hồ Chí Minh có thể hiện lịch sử tiêm vaccine cho đến khi ứng dụng PC COVID chính thức được đưa vào hoạt động. Nếu không xuất trình được mã QR hợp lệ, người dân có thể xuất trình một trong các giấy tờ sau: giấy xác nhận là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng hoặc xác nhận đã tiêm chủng ít nhất một liều vaccine COVID-19. 12 chốt kiểm soát ở khu vực cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ tiếp tục hoạt động để kiểm tra việc lưu thông của người dân. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân không tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành phố khác và không ra khỏi địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong trường hợp thực sự cần thiết phải di chuyển ra ngoài thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hướng dẫn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.